Một giờ làm test tiết kiệm được một năm ôn luyện IELTS. Bí mật nào đã giúp cho hàng ngàn học viên đạt được band điểm IELTS cao trong một thời gian ngắn? Bí kíp chính là nhờ vào lộ trình cá nhân hóa cho từng học viên, nhờ vào bài test đầu vào khóa 1 hoặc 2 tại Washington. Bài test sẽ bắt đầu bằng phần kiểm tra kỹ năng listening, sau đó là kỹ năng reading. Trong kỹ năng này, bạn sẽ được kiểm tra theo chuẩn CEFR của châu Âu trên máy tính. Lưu ý là phần listening chỉ nghe một lần thôi nha. Tiếp theo đến phần thi speaking, các câu hỏi sẽ được giáo viên nước ngoài thực hiện và nhiệm vụ của bạn là trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, căn cứ trên phần ghi âm của bạn mà bộ phận đào tạo WISE sẽ đánh giá được chính xác kỹ năng speaking. Cuối cùng là kỹ năng writing dành cho các bạn muốn học IELTS và có trình độ đầu vào cao hơn mức pre-IELTS. Phần thi sẽ đưa ra các topic theo format của phần Test 2 trong IELTS Writing. Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành phần thi trong khoảng 20 phút và sau đó bộ phận đào tạo sẽ chấm dựa hoàn toàn trên 4 tiêu chí của một bài thi IELTS. Sau khi hoàn thành bài thi, đội ngũ đào tạo ở WISE sẽ giúp các bạn nhận biết ra những điểm mình cần cải thiện, hướng dẫn các phương pháp mới tại WISE dựa trên nền tảng khoa học não bộ NLP và Linguistics để các bạn nắm làm thế nào để học nhanh và hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra lộ trình giúp các bạn chinh phục mục tiêu IELTS trong thời gian cực ngắn. Lộ trình này được WISE cam kết đầu ra bằng văn bản. Xem đến đây mà vẫn còn chưa đăng ký à? Đang đợi ưu đãi đăng ký để đi học đúng không? Hiện qua English đang có 15 suất ưu đãi lên đến 11 triệu đồng cho các bạn nhanh tay nhất. Thôi làm bài test và đi học luôn nha.